Việt Hương khui bí mật giấu kín liên quan đến Phi Nhung phía sau sân khấu. Khung cảnh lộ ra khiến ai cũng ngỡ ngàng. Phi Nhung đã ra đi gần được 3 tháng, nhưng với những người yêu mến cô, nỗi mất mát này còn phải rất lâu nữa mới có thể nguôi ngoai. Các đồng nghiệp, bạn bè, fan của giọng ca Bông Điên Điển thỉnh thoảng vẫn chia sẻ câu chuyện về nữ ca sĩ. Mới đây, Việt Hương gây chú ý khi livestream tiết lộ bàn thờ cô lập cho Phi Nhung. Việt Hương cho biết, mình đặc biệt đặt bàn thờ Phi Nhung bên cạnh bàn thờ tổ, nằm ở một góc trang nghiêm trong hậu trường sân khấu. Hàng ngày, Việt Hương hay các đồng nghiệp đi qua đều chào Phi Nhung để cô không thấy cô đơn. Bàn thờ Phi Nhung lúc nào cũng có hoa tươi, có bưởi, lâu lâu còn có khoai lang. Nói chung, chúng tôi đi làm có ngô, khoai, chuối, hoa quả gì cũng để lên bàn thờ cho Phi Nhung ăn cùng. Mọi người cứ yên tâm rằng chúng tôi vẫn chăm sóc quan tâm đến Phi Nhung, không để Phi Nhung buồn. Việt Hương xúc động chia sẻ. Phi Nhung cũng là nghệ sĩ đầu tiên được Việt Hương lập bàn thờ ngay trong sân khấu như vậy. Cô còn cho biết, trước đây tôi hay khấn anh Lê Công Tuấn Anh, sau này tôi khấn anh Chỉ Tài và giờ là khấn Phi Nhung. Các fan Phi Nhung cứ yên tâm rằng Phi Nhung luôn được quan tâm chăm sóc. Có gì vui tôi cũng kể ra với Phi Nhung. Lên sân khấu thấy có gì nguy hiểm tôi lại ra khấn Phi Nhung. Cũng trong livestream này, Việt Hương nhận được nhiều câu hỏi khiếm nhã nhắc đến vấn đề sao kê. Trước những bình luận kém duyên này, nữ danh hài lập tức đáp trả. Cô gay gắt khẳng định mình tự bỏ tiền túi làm từ thiện nên sẽ không cái khê. Nên sẽ không sao kê. Tiền của tôi muốn làm gì thì làm. Tôi dặn bạn luôn, về hỏi gia đình bạn, xóm nhà bạn xem có từng ăn gạo, ăn mì của tôi không? Việt Hương trần tình. Chia sẻ thêm, Việt Hương cho rằng bất cứ ai sống trên đời đều phải biết điều. Trước đây, người nào ủng hộ để làm từ thiện cô đều livestream thông báo rõ ràng. Quy đổi ra hiện vật để phát cho người dân. Việt Hương nói thẳng, bạn rảnh thì coi lại livestream của tôi đi. Bạn nên biết dùng não để suy nghĩ và sống sao cho tốt đẹp. Sống cho vui, nhiều năng lượng lên.